Giới chức Myanmar cho biết số người chết vì lũ lụt do ảnh hưởng của bão Yagi đã tăng lên 293 người, trong khi hơn 630.000 người cần hỗ trợ. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng do vẫn còn gần 90 người mất tích. Theo báo cáo của chính quyền quân sự Myanmar, gần 270.000 hecta lúa và các loại hoa màu khác bị ngập úng và hơn 100.000 động vật nuôi bị chết. Trước tình hình khẩn cấp này, chính quyền Myanmar đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ngày 18 tháng 9, một tàu hải quân Ấn Độ đã cập cảng Yangon để cung cấp viện trợ bao gồm thực phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu. Bão Yagi gây mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở Myanmar từ ngày 9 tháng 9. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Myanmar hiện đại. Myanmar từng trải qua lũ lụt nghiêm trọng hồi năm 2011 và 2015 với hơn 100 người chết trong mỗi đợt. Năm 2008, bão Nagit khiến hơn 138.000 người ở Myanmar thiệt mạng và mất tích.